danh ở cả lĩnh vực hội họa mà còn là những người tận hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và sự phát triển của nghệ thuật nước nhà. Tại phiên 18 chọn đấu giá có vinh hạnh giới thiệu các tác phẩm của ba họa sĩ tiêu biểu như thế: họa sĩ Phạm Công Thành, họa sĩ Trần Huy Oánh và họa sĩ Trần Đốc. Trước công chúng vừa là họa sĩ vừa là học giả, giáo sư Phạm Công Thành là người có tố chất đặc biệt hay còn được biết đến là cha đẻ của luật Sagan, cuốn giáo trình chuyên môn trong ngành hội họa. Nói về nghiệp vẽ, những cái khó của hội họa mà nhiều người ngại diễn tả là ánh sáng, chiều sâu trong không gian và những hiện tượng thiên nhiên nắng mưa sương gió, thì đối với Phạm Công Thành lại là những yếu tố đầy hấp dẫn cần được tái hiện trong tranh. Cùng với cái lối ấy, gió heo may góc mặt trong phim 18 đã cho thấy sự sinh động tạo ra bởi bố cục chặt chẽ và sự phân bố hợp lý về độ sáng tối trong không gian thống nhất. Một sự thể hiện cái tình cảm của tôi mà tôi vẽ nó lúc hôm là vào mùa thu sang. Thế tôi đặt tên là heo may. Chẳng biết sao lại tính vẽ một cái phong cảnh mà đặt tên là heo may. Thế nhưng mà nó nguyên nhân chính là khi bức tranh mùa thu cái sang. Đó. Và tôi vẽ năm 2006 ấy. Cách đây cũng khá lâu rồi. Thế thì hôm nay nhìn lại nó thì cũng có sự gợi lại một cái gì đó sao xuyến trong lòng. Kể tới họa sĩ Trần Huy Oánh, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ họa sĩ thời chống Mỹ. Những tác phẩm đẹp của ông như tín hiệu lấp lánh nơi quá khứ với tương lai của mỹ thuật nước nhà. Một nẻo đường chiến tranh ông có mặt đều được ghi lại chân thực bởi ngòi bút dồn nén xúc cảm rung lên từ tận đáy lòng. Như chính nhân duyên của nhà đấu giá khi gặp gỡ hai tác phẩm của họa sĩ Trần Huy Oánh mang tựa đề Tình Mẫu Tử và Tuổi Thanh Xuân là những ghi chép, ký họa chân thực, sống động và có nhiều ý nghĩa của một thời không thể nào quên ở hậu phương miền Bắc, khắc họa tình mẹ con và hình ảnh cô học trò ở nơi sơ tán. Về quê, tôi về thành phố Nam Định. Thì lúc đó là vợ tôi đẻ con trai đầu lòng, cho nên là tôi vẽ đơn giản thế thôi. Tôi muốn ghi lại một cái cuộc sống lúc bây giờ của gia đình tôi, mà đặc biệt là tình mẹ con hay là người thân của tôi. Từng là học sinh của hai nhà giáo ưu tú kể trên, họa sĩ Trần Đốc cũng bén duyên với nghề giáo trở thành giảng viên của Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Phong cách hội họa của ông gắn liền với thời kỳ hiện thực xã hội chủ nghĩa đã được thể hiện rất rõ trong tác phẩm như Những cánh chim brown, với hình ảnh những cô gái trẻ khỏe, hồn nhiên trong lao động. Có một thời gian tôi rất thích những cái tuyết của phụ nữ khỏe. Thế thì rồi thời gian đó là thời gian mà tôi sang dạy ở bên Campuchia. Thế thì gặp những các phụ nữ ở bên nó căng như những bức tượng thật của Campuchia. Thế tôi rất mê. Thế từ đó thì là tôi cũng rất mê phụ nữ ở Tây Nguyên. Thế thì những dáng của phụ nữ có một cái gì đó nó gợi lên một cái sự hồn nhiên trong lao động. Thế là tôi sẽ vẽ bức tranh này thì gọi là bán nuôi hoặc bán quả thân thôi. Thế nhưng mà nó thể hiện ra các cái cô phụ nữ ở Tây Nguyên rất khỏe, rất đẹp. Thế là tên bức tranh tôi mới lấy là Như cánh chim rao. Mỗi một tác phẩm kể trên có thể nói là đều chứa đựng cái tôi của người nghệ sĩ, cái tâm của người thầy trên con đường cống hiến hết sức mình cho văn hóa nghệ thuật Việt. Cũng nhân dịp ngày hiến chương nhà giáo, đội ngũ nhà đấu giá nghệ thuật chọn xin gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe tốt đẹp đến với những giảng viên, thầy giáo, cô giáo ngành hội họa nói riêng và các nhà giáo nói chung vì những cống hiến to lớn và sự hy sinh thầm lặng. Xin trân trọng cảm ơn.